Shop đầm bầu MB, chuyên đầm bầu và yếm bầu sinh. Website mangthaibaby.com, hotline 0979 621 719. Kênh mangthaibaby.com xin được gửi lời chào tới quý vị và các bạn xem kênh. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một chủ đề, đó là quả óc chó và những lợi ích vàng dành cho các mẹ bầu. Kính thưa quý vị và các bạn, ai cũng biết quả óc chó là loại hạt dinh dưỡng rất tốt cho các mẹ bầu, nhưng nên ăn vào tháng thứ mấy là tốt nhất thì chưa ai biết, hoặc có thể là biết nhưng chưa rõ ràng và đầy đủ. Quả óc chó vốn là loại quả không hề rẻ, đã vậy lại rất khó ăn. Vì vậy các mẹ nên tìm hiểu giá trị của loại hạt này, cũng như tập trung ăn vào những thời điểm vàng để đạt được những kết quả tốt nhất. Thứ nhất, chúng ta cùng đi tìm hiểu về lợi ích của quả óc chó đối với mẹ bầu và thai nhi. Các bác sĩ đều khẳng định rằng hạt óc chó là thực phẩm hàng đầu dành cho các bà bầu bởi các lợi ích mà nó mang lại như sau. Thứ nhất là axit béo omega 3 trong quả óc chó giúp cho não bộ của bé phát triển một cách tốt hơn, giúp cho mẹ tăng cường trí nhớ và nhận thức, tránh trầm cảm trong và sau khi sinh. Thứ hai là tác dụng của loại hạt này với các mẹ bầu phải kể đến, đó là giúp mẹ bầu ngăn ngừa tiểu đường thai kỳ nếu sử dụng đúng cách. Thứ ba là giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, ngăn ngừa nhiều bệnh cho mẹ và bé nhờ các thành phần chống oxy hóa trong quả óc chó. Thứ tư là phòng tránh táo bón. Thứ năm là giúp các mẹ bầu có một giấc ngủ sâu. Thứ sáu là những khoáng chất quan trọng trong hạt như là kẽm, đồng, mangan giúp cho bé phát triển một cách toàn diện hơn. Vậy thời điểm vàng để mẹ bầu ăn quả óc chó là bao gồm những thời điểm nào? Thứ nhất là trước khi mang thai 3 tháng. Để có một thai kỳ khỏe mạnh, các mẹ bầu tương lai nên cung cấp các dưỡng chất như axit folic, sắt, vitamin, canxi, omega 3. Trong đó omega 3 là dưỡng chất không thể thiếu trong quá trình phát triển não của thai nhi, đặc biệt là quả óc chó có hàm lượng omega 3 cao gấp 3 lần so với cá hồi, nên việc sử dụng trước khi mang thai là vô cùng hiệu quả. Giai đoạn chuẩn bị này, hai vợ chồng chỉ cần ăn từ 3 đến 4 quả mỗi ngày là có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cũng như tăng khả năng thụ thai. Thứ hai là trong 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu trong quá trình mang thai, mẹ sử dụng quả óc chó thường xuyên sẽ mang lại những tác dụng vô cùng to lớn. Đặc biệt là trong 3 tháng cuối của thai kỳ, bà bầu nên ăn loại hạt này một cách thường xuyên hơn vì nó giúp tăng cường tổng hợp sữa mẹ, gia tăng chất lượng sữa, chuẩn bị cho giai đoạn cho bé chào đời, chống tiền sản giật sau khi sinh. Lưu ý, ngoài hai thời điểm vàng trên thì suốt thai kỳ mẹ cũng có thể sử dụng quả óc chó để bổ sung các vitamin, canxi giúp cho thai nhi phát triển khỏe mạnh và thông minh hơn. Ngoài ra, khi ăn quả óc chó đều đặn sẽ giúp kích thích thần kinh, lưu thông máu, giúp cho bà bầu ngủ ngon hơn, giảm stress, ngăn chặn bệnh tiểu đường trong suốt thai kỳ, tránh táo bón và làm đẹp da. Thứ ba là phụ nữ mang thai nên ăn mấy quả óc chó một ngày. Các bác sĩ chuyên khoa khuyên rằng bà bầu nên sử dụng từ 4 đến 5 quả óc chó trong một ngày là an toàn và mang lại hiệu quả cao nhất. Trong quả óc chó có nhiều chất béo, nhiều dầu, năng lượng là rất lớn, nên việc ăn quá nhiều quả óc chó trong một ngày sẽ gây ra tác dụng ngược, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của cả mẹ và bé. Đặc biệt với các mẹ trước đây bị dị ứng với quả óc chó thì tuyệt đối không được sử dụng trong quá trình mang thai. Nhìn chung, quả óc chó là thực phẩm có nhiều lợi ích trong cả thai kỳ. Mẹ hãy chú ý bổ sung đầy đủ để con yêu được thông minh và khỏe mạnh khi chào đời. Và tiếp sau đây, chúng tôi xin được tiếp tục gửi tới các mẹ bầu về các loại hạt tốt cho các bà bầu khỏe đẹp và sinh con thông minh. Trong các loại thực phẩm dinh dưỡng, các loại hạt được xem là món ăn lý tưởng cho cả mẹ và bé. Không chỉ bổ sung nhiều dinh dưỡng cần thiết cho bà bầu, nó còn giúp cho thai nhi hình thành và phát triển một cách toàn diện, đặc biệt là trí não. Các loại hạt như hạt óc chó, hạt maca, hạt hành nhân, hạt hướng dương và hạt chia giúp cung cấp các axit béo thiết yếu, vitamin B, protein và các khoáng chất cho thai phụ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, phụ nữ mang thai nên ăn nhiều các loại hạt để giữ cân nặng vừa phải và cần nạp đủ chất bởi chúng không có quá nhiều calo. Thứ nhất là tác dụng của các loại hạt với sức khỏe của thai phụ. Chúng ta đều biết rằng khi mang thai, phụ nữ thường có cảm giác thèm ăn vặt hơn so với bình thường, và thời gian 3 tháng giữa thai kỳ, thai nhi đã phát triển thành hình hài và cần nhiều dưỡng chất để phát triển cả về thể chất lẫn trí não. Ăn vặt không có gì sai, nhưng quan trọng là các mẹ phải chọn được những loại thực phẩm có lợi cho thai kỳ, và các loại hạt là một lựa chọn sáng suốt.
Nghiên cứu tại Mỹ với 8.000 trẻ em tham gia cho thấy những bé có mẹ ăn loại thực phẩm thân thiện này trong thai kỳ giảm hẳn nguy cơ bị dị ứng. Các chuyên gia y khoa tại Bệnh viện Boston của Mỹ còn công bố thêm nghiên cứu 30% bé có mẹ ăn các loại hạt hàng ngày hoàn toàn không có nguy cơ đối mặt với chứng dị ứng. Thứ hai là thai phụ nên ăn các loại hạt tốt cho bà bầu nào. Dưới đây là một số loại hạt rất tốt cho các thai phụ, mẹ hãy cùng nghiên cứu để chọn lựa những thứ phù hợp với khẩu vị và nhu cầu của bản thân. Thứ nhất là hạt chia, giàu dinh dưỡng. Trong 100g hạt chia có chứa 19,3g omega 3, cao gấp 8 lần so với cá hồi. Lượng omega 3 của hạt chia rất cao so với những thực phẩm giàu omega 3 khác. Nó rất tốt cho việc tái tạo hệ thống tế bào thần kinh cũng như là trí não. Ngoài ra hàm lượng folate hay còn gọi là acid folic có trong 100g hạt chia lên tới 83,33 mg, cao gấp 2-3 lần so với rau diếp. Dưỡng chất này đặc biệt quan trọng vì bà bầu luôn cần nhiều gấp 1,5 lần so với bình thường. Folate giúp bổ sung hồng cầu và phòng ngừa khiếm khuyết ống thần kinh của thai nhi, giúp cho thai nhi khỏe mạnh và thông minh hơn. Rất hiếm có loại thực phẩm nào cùng lúc có hàm lượng omega 3 và folate cao như hạt chia. Ngoài ra hạt chia còn cung cấp cho mẹ bầu và thai nhi chất xơ, canxi, sắt, magie, phốt pho, kali và vitamin. Nó còn có tác dụng lợi sữa cho các mẹ sau sinh. Thứ hai là hạt óc chó, thơm ngon và bổ dưỡng. Theo tài liệu quốc tế thì trong 100g nhân quả óc chó thì có chứa 642 calo, 6,7g chất xơ, 15,2g chất đạm và 65,2g chất béo. Nó giúp cho bà bầu bổ sung vitamin E, omega 3, các loại axit hữu cơ và phốt pho. Đặc biệt các loại axit hữu cơ có trong quả óc chó có tác dụng rất lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển đại não của thai nhi và trẻ nhỏ. Theo cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phát hành năm 2011, thành phần omega 3 có trong quả óc chó lớn gấp 3 lần so với cá hồi cũng như một số các loại hạt khác như hạt hạnh nhân, đậu phộng, hạt dẻ cười và quả hồ đào. Thành phần dinh dưỡng trong 1kg nhân quả óc chó sẽ bằng 5kg trứng, 9kg sữa bò và 4kg thịt bò. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng axit béo omega 3 có trong quả óc chó giúp duy trì chất béo cấu trúc, loại chất chiếm 60% chất cần thiết cho não bộ. Nó giúp bộ não điều khiển đúng hành vi, tăng cường trí nhớ và nhận thức. Phụ nữ mang thai ăn quả óc chó không những giúp tránh trầm cảm mà em bé còn được bổ sung các chất tốt cho não bộ, giúp bé thông minh hơn ngay từ trong bụng mẹ. Thứ ba là mẹ ăn quả maca, trí tuệ trẻ sẽ vươn xa. Nhân quả maca hay còn gọi là hạt maca có hàm lượng dầu tới 78%, cao hơn hẳn so với đậu phộng là 44,8%, hạt điều là 47%. Trong dầu của maca có trên 87% là axit béo không no, rất tốt cho cơ thể. Hàm lượng protein trong hạt có tới 9,2%, gồm có 20 loại axit amin, trong đó có 8 loại axit amin cần thiết cho cơ thể con người. Hạt maca còn có hàm lượng dinh dưỡng cao, bao gồm chất béo, đường, protein, muối khoáng, vitamin B6, B11, canxi, sắt và phốt pho. Tất cả đều là những chất có lợi cho bà bầu, đặc biệt là giúp cho trẻ em phát triển các tế bào não. Với mùi vị đặc biệt thơm ngon, nó còn cung cấp nhiều dầu và đạm, giúp cải thiện trứng chán ăn khi đang mang thai. Thứ tư là hạt hạnh nhân, bổ cho mẹ và tốt cho con. Trong hạt hạnh nhân có chứa nhiều folate, acid folic và omega 3, canxi và magie, tốt cho mẹ và sự phát triển não bộ của bé trong giai đoạn bào thai. Loại hạt này có chứa hàm lượng omega 3, phenylalanine, giúp cho trí nhớ của bé được tốt hơn, bé thông minh hơn ngay từ trong bụng mẹ. Bà bầu bổ sung hạt hạnh nhân trong bữa ăn có công dụng tái tạo hồng cầu, chống thiếu máu, giảm stress, phòng ngừa được các chứng bí tiểu trong thai kỳ và tránh được dị tật ống thần kinh cho bé khoảng từ 50-70%. Nó còn giàu magie, giúp làm giảm nguy cơ sinh non và giúp hệ thống thần kinh của thai nhi phát triển một cách hoàn hảo. Thứ năm là các loại hạt rất tốt cho bà bầu thuộc nhóm đậu. Trong các loại đậu như sau, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu ngự có chứa rất nhiều protein, dầu canxi, kali, kẽm, vitamin B6, magie, folate và axit alpha linoleic đều là những chất cần thiết cho mẹ và bé. Đặc biệt là trong đậu đỏ còn chứa các thành phần dinh dưỡng được tìm thấy trong thịt động vật và có tác dụng rất tốt cho mẹ và bé. Thứ nhất là chất kẽm giúp làm giảm nguy cơ sinh non, sinh nhẹ cân hoặc là kéo dài thời gian chuyển dạ. Thứ hai là chất sắt giúp máu và cơ thể vận động, chuyển oxy đều đặn tới các tế bào và tới thai nhi một cách tốt nhất, cải thiện hệ miễn dịch, phát triển tế bào não và điều hòa thân nhiệt.
Thứ ba là trong đậu đỏ rất dồi dào chất chống oxy hóa, giúp cho mẹ bầu tăng cường sức đề kháng. Thứ tư là vitamin B1, B6 giúp chị em giảm mệt mỏi, giảm chết và tăng khả năng lưu thông máu. Thứ năm là chất xơ làm giảm đáng kể lượng cholesterol trong máu, giảm nguy cơ bị huyết áp cao, tránh mắc bệnh táo bón, trĩ, chữa phù nề trong thai kỳ. Thứ sáu là vitamin B6 có chất xơ giúp cho mẹ bầu làm đẹp da và giảm béo sau sinh một cách hiệu quả. Thứ bảy là các mẹ ăn nhiều đậu đỏ sau sinh còn giúp chị em dồi dào về sữa. Thứ sáu là trong thực phẩm hàng ngày các mẹ nên bổ sung thêm hạt dẻ cười. Trong hạt dẻ cười có chứa vitamin C, các vitamin nhóm B, folacin, khoáng chất, canxi, sắt, phốt pho, magie, mangan, đồng, kẽm, selen và nguồn kali dồi dào. Tất cả giúp cho thai phụ giảm mệt mỏi và giảm chết. Loại hạt này giàu axit oleic có tác dụng làm giảm mức độ cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt trong máu, đồng thời giúp duy trì mức độ lipid ổn định trong cơ thể của bà bầu. Nó còn là nguồn cung cấp các chất chống oxy hóa như caroten, vitamin E và các hợp chất polyphenolic thúc đẩy khả năng miễn dịch của người mẹ. Nhiều loại vitamin B phức tạp, quan trọng như riboflavin, niacin, thiamin, axit pantothenic, vitamin B6 và folate trong hạt dẻ cười có thể hỗ trợ tối ưu phát triển của thai nhi. Các chất này cũng cần thiết trong quá trình trao đổi chất, truyền dẫn thần kinh cũng như là tổng hợp hồng cầu trong cơ thể của người mẹ. Thứ bảy là các mẹ nên bổ sung thêm hạt sen sẽ giúp cho mẹ an thần và bé sẽ thông minh hơn. Hạt sen cung cấp protein, lipid, glucid, canxi, phốt pho, sắt, vitamin B1, B2, vitamin C giúp an thần, giảm chết cho các bà bầu trở nên khỏe mạnh hơn. Ngoài ra nó còn có tác dụng cải thiện làn da, giúp cho bé yêu trong bụng thông minh hơn, đặc biệt là giúp cải thiện vòng một sau khi sinh một cách hiệu quả. Trong hạt rất giàu canxi, đạm, phốt pho có tác dụng ích tâm, bổ thận, kiện tỳ, cố tinh, an thần, có công dụng dưỡng tâm, ích trí, rất tốt cho sự phát triển thần kinh và trí não của thai nhi. Thứ 8 là hạt dưa cho mẹ và bé vui như Tết. Hạt dưa tuy nhỏ bé nhưng lại chứa nhiều các chất dinh dưỡng như lipid, vitamin B1, B2, canxi, sắt, kẽm, phốt pho và selen. Nó có chứa protein là chất đạm không thể thiếu cho hệ thần kinh, tốt cho cơ bắp, huyết dịch, nội tạng và xương khớp. Trong loại hạt này có chứa glucid là thành phần chính cấu tạo của tế bào cũng như là các hệ thống thần kinh. Thứ 9 là ăn thai cùng với hạt hướng dương. Hạt hướng dương có hàm lượng protein lớn hơn so với các loại hạt khác mà nhiệt lượng tương đối thấp. Nó còn chứa các vitamin E và các loại axit có khả năng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp cho mẹ bầu an thai và làm giảm nguy cơ sảy thai. Ngoài ra, loại hạt này còn có nguyên tố sắt, kẽm, kali, magie giúp cho mẹ bầu đề phòng hiện tượng thiếu máu. Thứ 10 là bớt trầm cảm với hạt bí ngô. Hạt bí ngô không chỉ tốt cho sự phát triển trí não của thai nhi mà nó còn tốt cho thận, dạ dày, giúp nhuận tràng, cầm máu. Nó cũng giúp cho mẹ bầu giảm bớt nguy cơ bị trầm cảm và cảm thấy thoải mái, đầu óc tỉnh táo và minh mẫn hơn. Tuy có nhiều dưỡng chất nhưng khi sử dụng các loại hạt tốt cho bà bầu này, bạn cần lưu ý tới một số vấn đề về chất lượng và vệ sinh thực phẩm. Mẹ tuyệt đối không ăn hạt mốc, hạt ẩm hay tẩm ướp quá nhiều các phụ gia màu công nghiệp để đảm bảo cho sức khỏe của mình. Vâng, và vừa rồi chúng tôi đã vừa gửi tới quý vị và các bạn công dụng của quả óc chó cũng như là trong thai kỳ mẹ nên bổ sung các loại hạt nào để tốt cho cả mẹ và thai nhi. Hy vọng video này hữu ích. Một lần nữa xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video kế tiếp. Shop đầm bầu MB, chuyên đầm bầu và yếm bầu sinh. Website mangthaibaby.com. Hotline 0979 621 719.